Ai có thể ngờ rằng một cô gái nhỏ có thể nhấc bổng cả căn nhà lên. Ôi, điều gì xảy ra với cháu gái? Bà sẽ lo liệu mọi thứ ngay bây giờ. Phải để lại burger của cậu đấy anh trai. Ôi không, em gái tớ đang gặp rắc rối. Chúng ta cần phải đi giúp ngay lập tức. Và đầu bếp cũng sẽ bỏ có hết công việc của mình rồi đấy. Mình nghe thấy cô bé đang khóc. Tội nghiệp, cần phải kiểm tra chuyện gì xảy ra. Anh trai Andy, bà Kate và đầu bếp Mia sẽ cùng nhau cho em bé ăn. Các bạn đang ở trên Barada và chúng tớ sẽ bắt đầu thử thách nấu ăn ngay bây giờ. Bà ơi, đến lúc phải dậy rồi. Em bé đã tìm ra những gì cậu ấy muốn. Không vấn đề. Bà ơi, dậy đi, chúng ta cần phải làm bánh kép. Và tớ thì không biết nấu. Ôi, bà và đầu bếp nhào bột nhanh đến nỗi không ai để ý. Ôi, ngon thật đấy. Nhưng mà tớ có thể làm tốt hơn. Đây là những gì tớ có. Những màu thực phẩm và bột. Bánh kép sẽ có nhiều màu sắc khác nhau. Ồ, Andy đã quyết định làm hài lòng đứa bé bằng một thứ rất là khác thường. Hãy xem bạn ấy chuẩn bị một loại bột màu sắc tươi sáng như nào. Ôi, trông rất ngon. Và tớ sẽ đổ hết tất cả những thứ này lên. Ôi trời ạ, cháu cầu thả quá Andy. Và nói chung, bánh kép ăn ngon nhất với siro và một miếng bơ. Đây là công thức đơn giản nhưng đã được chứng minh qua nhiều năm của bà. Bánh kép với cả siro, điều này không gây ngạc nhiên đâu. Đây là những khẩu phần bánh kép từ người chuyên nghiệp. Đầu tiên, mình sẽ làm một quả trứng. Công thức này sẽ được gọi là trứng luộc với nước sôi. Còn bên trong khi nó đang nấu, mình sẽ lấy những lát bacon và sẽ cho nó ở giữa. Và sau đó, mình sẽ cho trứng lên trên. Và sau đó, rất là ngon và hữu ích. Ôi, cuối cùng cô gái nhỏ sẽ được thử những món ngon nhất rồi. Ôi, bạn ấy rất là thích từ bánh cầu vồng từ Andy. Bây giờ chúng ta sẽ thử bánh kép của bà nhé. Chúng khá đơn giản nhưng mà bạn ấy cũng rất thích. Bánh kép từ đầu bếp trông rất là khác thường. Nhưng lòng đỏ trứng luộc thì thực sự rất là kinh tởm. Và người chiến thắng trong này thuộc Andy. Yeah, tớ thắng rồi Hoan hô. Ôi, để bà sửa cho. Ê, bà đừng có chạm vào cháu. Nào mọi người chú ý nhé, em bé muốn ăn bít tết thật là ngon. Không vấn đề, bà sẽ làm được. Thật không? Và anh cũng làm được. Đây, sẽ cho vào và dán, không có gì khó khăn. Ôi, không chiên bít tết mà không cần dầu à, cần phải bôi dầu lên chảo chứ. Ờ, thật không, mình sẽ cho thêm dầu. Andy, mình không nghĩ là nên cho quá nhiều đâu. Phải cố gắng cho vào chứ không phải đổ xung quanh. Bây giờ thì cho miếng thịt vào chảo và chiên nó thôi. Ồ, oh, wow, tuyệt thật đấy. Ấn tượng sao? Tất nhiên rồi, chỉ tớ cũng thể tự làm điều đó. Tất nhiên Andy, điều chính là không bỏ lỡ cái chảo. Ôi, tớ sẽ không bỏ lỡ đâu. Ôi, hãy nhìn và học hỏi nhé. Đấy, gần như đã xong rồi. Bây giờ có thể cho muối vào. Cú ném tuyệt vời lắm. Ôi, thế mà cũng nói. Hãy nhìn này, bây giờ cháu cũng có thể ném như một đầu bếp thực sự. Ôi. Ôi không. Trời ạ, nó ngã xuống sàn rồi. Ừ, và mang theo một đống cả tóc và bụi bẩn. Ôi, có lẽ không ai nhìn thấy đâu. Ôi, cái này không thể phục vụ được đâu. Nhưng mà mình biết làm gì rồi. Mình sẽ đổ một đống sốt cà chua. Và nó sẽ rất là ngon. Như này này. Ôi, mùi tuyệt vời làm sao. Ôi, trời ạ, bít tết của bà rất ngon. Bà sẽ thêm một ít hương thảo như một vật trang trí. Ôi, thế mà cũng gọi là trang trí à bà. Mình có một cái tốt hơn này. Đây. Mia biết bí mật của món bít tết vàng. Cô nổi tiếng từ một bạn. Và trong một bít tết vàng thực sự trong nhà hàng đắt tiền. Ôi, trời ạ. Bây giờ cắt xong rồi, có thể đưa rồi. Chúc bạn ngon miệng nhé. Cuối cùng cũng có thể thử rồi. Thịt với cả nước sốt nhìn không ngon lắm. Và nhìn thấy có một đống tóc với cả đồ bẩn. Ôi, bít tết vàng, không biết em bé có thích hương vị này không? Có vẻ như rất là ngon, nhưng không ấn tượng lắm. Bít tết của bà có mùi rất là tuyệt vời. Và em bé thích nhất. Đơn giản là không rườm rà và rất là ngon. Ôi, bà thắng rồi, hoan hô. Để đến lúc ăn trắng miệng rồi nhá. Và em bé muốn ăn kem. Ôi,
rồi, tất nhiên là bếp bếp làm được. Ôi, kem ok, không có gì phức tạp cả. Nào, trong công thức có gì nhờ? À, cần cắt thành từng miếng nhỏ. Ồ, cắt từng miếng sao? Ồ, cái này mình làm được. Nào. Ôi, thật là tuyệt vời. Tuyệt. Ê, cẩn thận đi, ăn đi. Ôi, đừng có mà vứt đồ ăn quanh bếp vậy. Ôi, đây là những gì xảy ra khi những người nghiệp dư làm công việc như vậy. Trong khi chờ đợi, mình đã chuẩn bị xong rồi. Đấy, mọi thứ vẫn đẹp. Đấy, mình sẽ trang trí với cả vỏ của chanh và thêm lá bạc hà. Và điều chính cho phục vụ là những cái đá này này có một ít khói thì rất là tuyệt vời. Ôi, hãy nhìn đi. Trời ạ, đẹp quá. Wow, quá tuyệt vời. À, của bà cũng xong rồi đây này. Ôi, bà cũng sẽ không làm những thứ quá khó khăn. Bà sẽ cắt thành từng miếng và cho vào trong này. Và ở trên, bà sẽ cho thêm sô-cô-la siro. Ôi, cái của tớ sẽ còn đẹp hơn. Tớ sẽ cho vào trong ống và cho vào trong cái cốc như này. Sau đó, tớ sẽ cho thêm cả kem đánh bông lên nữa. Tớ rất thích nó. Và bây giờ tớ sẽ rắc Skittles Rainbow lên. Vậy, ống ngọt cho đẹp vào. Và bánh quy Oreo nữa. Đấy, bà ơi, cho cháu mượn được không? Ok, cảm ơn. Và bây giờ mình sẽ đổ siro sô-cô-la lên. Ôi, nhiều đường quá. Ừ, tất nhiên rồi. Chúng ta hãy xem em bé có thích cái gì nhất nhá. Ôi, kem của đầu bếp trông đẹp vô cùng. Đến lúc phải thử rồi. Ôi trời ạ, có vẻ như là cái này quá chua với em ý rồi và em không muốn ăn nữa. Nhưng mà miếng kem trong siro của sô-cô-la của bà trông ngon và rất là hấp dẫn. Cuối cùng có thể thử kem của anh trai rồi. Kem đánh bông, ống ngọt, Skittles và kem. Một sự kết hợp vô cùng ngon miệng. Và người chiến thắng đã được chọn rồi. Ừ, tớ biết mà. Ôi, biết mà, bà ơi, để cháu ôm bà. Ôi, trời ạ. Ôi, cái này của bà ngon nhất. Mọi người tập trung, chúng ta sẽ xem tiếp nhé. Ôi, croissant là những thứ thích nhất. Bà rất là thích. Bà biết một cửa hàng bán sừng bò rất là ngon. Tất cả những gì còn lại là cho chúng vào lò nướng và đợi thôi. Ồ, cháu cũng sẽ làm được thôi. Một, hai và cho vào trong nướng. Ừ, cháu làm tốt lắm. Bột đông lạnh. Không. Nhân tiện, đầu bếp Mia của chúng ta đã làm việc trong những nhà hàng tốt nhất ở Paris và biết công thức bánh sườn bò lâu nhất trên đời. Theo công thức này, các món ăn sẽ được chế biến cho chính Louis và nước Pháp. Hay đúng hơn, tất cả những Louis đã từng làm là vua Pháp. Do đó, em bé đang chờ đợi một món tráng miệng thực sự hoàng gia. Anh trai và bà của Andy kinh ngạc nhìn hành động của đầu bếp. Wow, đây là một kỹ năng rất tuyệt vời. Ôi, nhưng mà tớ sẽ không làm như tuyệt vời như vậy đâu. Tớ sẽ thêm Nutella vào bánh sừng bò của tớ. Ừ, đúng rồi, sô-cô-la yêu thích món của tớ. Ôi, cách cư xử kiểu gì rồi. Đến lúc phải lấy sừng bò ra rồi. Ôi, trời ạ, tuyệt vời làm sao. Andy, ôi, trời ơi, nhìn đi kìa, nó cháy rồi. Ôi không, trời ơi. Ôi, có vẻ như bạn ấy say mê ăn Nutella đến nỗi mà quên mất những chiếc croissant bị cháy rồi. Ôi, và còn mùi rất là kinh khủng nữa chứ. Thôi không sao, cháu vẫn làm tuyệt vời. Ừ, tất nhiên là tuyệt vời, đến lúc mình phải phục vụ rồi. Thêm những thứ kem của riêng mình, thêm đó vào dâu tây nữa nhá. Và ở trên sẽ là bột đường nhá. Ôi, một thứ đã sẵn sàng, đến lúc bạn có thể thử rồi. Nhưng chiếc sừng bò bị cháy của anh trai trông thật là kinh khủng. Ừ, không nên thử chúng đâu. Của bà thì rất là thơm. Bánh của bà rất ngon, ngọt. Em bé rất là thích nó. Ồ, wow, trời ạ, kem, dâu tây, bột thơm ngon. Làm chế biến theo công thức hoàng gia, không còn gì nghi ngờ nữa. Bánh sừng bò của bếp đã chiếm vị trí hàng đầu. Hãy bắt đầu đơn giản nhé. Làm cho mình khoai tây chiên đi. Ôi, quá là dễ. Ôi, bà sẽ làm được. Ôi, mình cũng sẽ học được cách nấu ăn. Trong khi mọi người gọt khoai tây, mình muốn làm nóng dầu. Nhân tiện không bao giờ là quá nhiều. Nào, dầu gần như sôi hết rồi. Đến lúc phải đổ những lát khoai tây chiên vào thôi. Ủa,
ngắn quá, nóng quá, kêu kêu kêu. Ôi, cháu đang làm gì vậy? Bà suy tìm bị bỏng đây này. Ôi, dầu phải đổ hết sức cẩn thận. Sau đó, khoai tây chiên sẽ chiên đều. Ôi, không có gì khó khăn đâu. Khoai tây đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ cần thêm một ít nước sốt thôi. Khoai tây chiên? Mình nghĩ đó là khoai tây bình thường mà. Đây, của mình mới là khoai tây thực sự. Nhưng đó chưa phải tất cả. Bây giờ mình sẽ làm món ngon từ khoai tây bình thường. Mình sẽ làm một món thực sự ngon. Mình cần thịt hun khói, nước sốt. Và tất nhiên là hương thảo thật là thơm. Thơm quá, thơm quá. Chính xác, mình vẫn chưa mất tất cả mà. Tại sao không sử dụng kẹo dẻo khoai tây chứ? Nói rằng nếu nhúng nó vào siro dâu tây, nó sẽ còn ngon hơn. Wow, mình sẽ bắt đầu từ món ngon khoai tây ở giữa nhé. Bà ơi, cái này hay ngon quá. Ôi, eo ơi, mình không thích những cái cơ hương thảo này. Xin lỗi nha đầu bếp, nhưng mà mình không thích nó. Nhưng mà mình rất đánh giá cao ý tưởng khoai tây kẹo dẻo. Anh ơi, ngon lắm. Bây giờ mình không biết chọn ai là người chiến thắng. Chắc là bà ngoại thôi. Ôi, hoàn hồ. Lần này nhiệm vụ khó khăn hơn một chút. Các bạn sẽ cần phải làm sushi nhá. Sẽ được thực hiện. Công thức tốt nhất. Sushi. Vâng, là không biết là sushi là gì. Ôi, bây giờ bà sẽ làm món sushi chưa bao giờ mơ tới. Sushi thông thường nhàm chán. Còn điều nữa, sushi từ loại đồ ngọt khác nhau thì lại rất là tuyệt vời. Ôi, thay vì kem chua sẽ có kem đánh bông ở bên trong. Và tất nhiên là mắt kẹo dẻo và cả kẹo dẻo có bông nữa. Đẹp thật đấy. Và tất nhiên không thể nào mà quên được syrup sô-cô-la. Ôi, ý tưởng hay đây. Món sushi của mình cũng sẵn sàng sớm thôi. Điều chính là phải làm theo đầu bếp cẩn thận. Đến bây giờ vẫn chưa có gì phức tạp. Không có gì phức tạp. Bây giờ chúng ta sẽ xem ai sẽ có món sushi kinh tởm nhé. Ôi, thêm nước sốt bà cũng nói làm được. Cái này rất là đơn giản. Ôi, cái này là gọi là cái gì? Bơ. Ôi, điều chính là phải quay mọi thứ lên thật tốt. Ôi. Đấy, sushi hoàn hảo đã sẵn sàng. Ôi, thật là kinh khủng. Ôi, bà không hiểu cái sushi của cháu là cái gì. Đến lúc phải cho thêm cá hồi lên trên rồi. Ôi, tuyệt lắm. Và cắt những cái khúc như thế này. Và không được quên cả nước sốt nữa. Cả hạt chứ gì. Thôi được rồi, sẽ được làm thôi. Sẵn sàng rồi. Mong là sẽ ngon. Oh wow. Ôi, chồng của mình không ngon lắm. Nhưng mà mình nghĩ ra có một ý tưởng tuyệt vời hơn rồi. Tại sao lại không làm sushi từ dưa chuột chứ? Như này vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe. Và rất là kinh. Tại sao? Dưa chuột rất là hoàn hảo cho món sushi. Chỉ cần bỏ thêm cơm vào thôi. Ôi, trông không ngon làm sao? Cái gì nữa? Chưa xong đâu. Đấy, hãy nhìn xem đẹp làm sao. Cái này là cái gì đây? Trời ạ, tôi chưa bao giờ thấy thứ như thế này. Mình không muốn thử đâu, ghê quá. Sushi ngọt thì mình rất là muốn thử đây. Món này ngon thật đấy. Nhưng mà không no được. Chỉ còn lại người cuối cùng thôi. Đây là sushi thực sự đây rồi. Đầu bếp, cô đã thắng lần này nhá. Cảm ơn nhá. Nhưng đó là rõ ràng rồi mà.
Mình hy vọng mọi người có thể làm một chiếc bánh waffle. Tớ phải nghe bắt đầu với bột. Nhưng mà mình sẽ không có vấn đề gì về nó đâu. Đến lúc phải thêm bột mì vào rồi. Ôi, cần phải ngoài nó lên một chút. Tuyệt lắm. Và bây giờ sẽ thêm bột này nữa nhé. Ôi, hình như bị rơi vào mũi rồi. Ôi, thế là hết rồi đấy. Không sao, thêm vào là được. Bột này mình cho nhiều quá. Nhưng mà chắc là như vậy là đủ. Bây giờ chỉ cần ngoài nó lên thật là kỹ thôi. Bây giờ bột này của tớ đã xong rồi. Cần phải cho vào trong như thế này. Đây là bánh waffle ngon nhất thế giới mà em gái mình đã ăn. Ôi, đúng rồi, bột này ngon quá. Và sẽ không có vỏ trứng ở trong đó đâu. Mong là nó sẽ ngon. Mọi người đều cho đường sao? Nhưng mà đường rất là có hại. Vì vậy, sẽ thêm bầu vào nhớ. Và không, mình sẽ làm bột từ nó luôn cơ. Ôi, chỉ cần nạo nó ra như thế này này. Sẵn sàng rồi đấy. Và bây giờ cho thêm trứng vào. Và tất nhiên là bột nữa. Bây giờ thì cần phải trộn hết tất cả mọi thứ lên. Và cho thêm cả ít hành rồi nữa nhá. Ui, trông thật là ghê tởm. Nhưng mà loại bột như này hữu ích cho cơ thể hơn so với của các bạn. Bây giờ thì có thể đổ vào khuôn bánh quế rồi. Ôi, và đừng quên giữ thời gian để nó không bị cháy nhá. Thì như bạn nói đúng rồi đấy. Ôi trời ạ, mình quên mất không để ấy. Trời ạ, ôi nóng quá. Nhưng không sao, tớ sẽ che giấu vỏ ngoài không dễ chịu của nó với kem tươi, quả mọng và siro sô cô la. Đấy, trông tuyệt lời lắm. Còn bà thì theo truyền thống sẽ đổ siro lên. Ôi, thêm một miếng bơ cũng sẽ không bao giờ là thừa đâu. Ôi, nhìn ngon quá. Còn mình sẽ trang trí những cái bánh waffle của mình với những thứ tốt cho sức khỏe, rau. Ôi, mình muốn thử lắm rồi. Mình sẽ thử với cái này nhá. Eo ơi, cái bánh quế này nó quá chín rồi. Mình không ăn nó đâu. Ồ, còn cái này là cái gì? Eo ơi, trời ạ. Cái này như vị vương cỏ vậy, kinh quá. Còn cái này thì chắc chắn sẽ là ngon đây. Ôi, bà ơi, trời ạ. Đây là những gì con muốn. Bà thắng vòng này nhá. Không có gì ngạc nhiên khi mình cố gắng rất nhiều. Cuối cùng, mình muốn uống một cốc cà phê thật là ngon. Ok, sẽ được thực hiện. Ok, được thôi. Ôi, mình có ý nghĩ tưởng thật là tuyệt vời. Cà phê nóng quá chán. Ngay cả cà phê lạnh, tức là Frappuccino, đang mốt đây này. Mình sẽ ném thêm đá vào trong cái lọ đó. Sau đó, thêm siro sô-cô-la thật là ngon. Và tất nhiên, không được quên cả cà phê nữa nhá. Ôi, nó là đến từ Starbucks đấy nhá. Và một ly cốc tai với sô-cô-la Twix chắc chắn sẽ không thừa đâu. Tớ sẽ đánh nó lên một chút và sử dụng nó thay vì sữa. Còn bà thì sẽ làm cà phê cổ điển hơn một chút. Ôi, đây cà phê hòa tan. Bà biết là cháu gái bà rất thích loại này. Đấy, cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ mình sẽ thêm này vào. Và ở trên mình sẽ cho kem đánh bông và một ít kẹo sô-cô-la. Còn lại cái cuối cùng này, bánh quy Oreo và thanh kẹo. Và tất nhiên là ống hút nữa. Ôi, thật là không chuyên nghiệp. Thôi được rồi, đến lượt mình pha cà phê. Với cả cái này, mình sẽ đo xem là bao nhiêu hạt.
đây là những gì mình cần. Bây giờ nhờ cái máy xay cầm tay này, mình sẽ xay cái này ra. Hãy nhìn vào học hỏi đi. Và bây giờ mình sẽ đổ đầy cà phê bằng nước sôi. Ôi trời ạ, cà phê được làm như này thật sao? Được rồi, bây giờ mình sẽ đổ cà phê vào cốc. Còn sữa mình cũng sẽ đánh bằng tay. Ôi đừng quên các quy tắc. Đấy, xem nó đẹp làm sao. Ôi, mình sẽ bắt đầu từ cái này trước nhé. Bà ơi, cháu luôn biết cái cà phê này. Ôi, mình không thích nó chút nào. Ôi, nhìn cái này trông đẹp hơn rồi đấy. Ngon, nhưng mà hơi đắng. Còn lại một ứng cử viên cuối cùng. Ồ, wow, cái này thực sự là tuyệt vời. Anh ơi, anh thắng vòng này rồi nhá. Yeah, cuối cùng cũng thắng rồi. Hãy đăng ký kênh Parara và viết trong phần bình luận những món ăn hôm nay bạn muốn thử nhất nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt tất cả các bạn.